Xin chào cho em chú bác của Tâm Kê đi qua tuần hành đó. Hôm nay giới thiệu với anh em mình một chiếc Legra Valencia nha. Con này khá là xịn đó. Anh chị em mình cần thêm các thông tin, anh chị em mình có thể kéo xuống phần bình luận nha, để thêm xem thêm các thông tin liên lạc cũng như là các phương thức thanh toán bên em ha. Ok, chiếc này là chiếc Legra Valencia nè bác. Cái mẫu này em bán 3 kim rất nhiều rồi, 6 kim cực kỳ ít luôn rồi. Đặc biệt con này nó có rất là nhiều điểm cộng nè. Thứ nhất là dây vỏ thép đúc hết ạ. Thứ hai con này là kim trôi nha. Đặc biệt nó là kính sapphire luôn ha, kính sapphire của hãng này thì nó rất xịn luôn ạ, cái mặt cực đẹp luôn, long lanh luôn ha, quá đẹp luôn ạ, kim trôi luôn anh em nha, chạy dòng kim trôi xịn sò luôn ha, tuyệt vời luôn ạ. Con này dây nó thoải mái luôn ha, dây nó 20 luôn, mặt siêu đẹp, không có lấy một vết xước này ha, có lịch góc 4 giờ nha. Các cái kim còn lại thực hiện chức năng chronograph anh em ha. Cái kim dây là kim góc 6 giờ nha. Cái kim đăng trôi là kim Kono ha. Kono dây, còn cái kim phía trên là Kono Phúc anh em nha. Đó, bấm dừng nha. Reset lại ạ. Quá đẹp luôn nha. Size 40 anh em nha. Luôn đúng nó 43. Quá ok luôn em ha. Con này giá 1.1 triệu nha. Ok, anh chị nào thích mẫu này anh chị em có thể liên hệ số điện thoại 0768632079 nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Hẹn anh chị em ở các clip tiếp theo ạ.